anh Quân, lũng. Hôm nay em cho anh thấy cái này nè hả? Mà anh Đạt anh rất là chung thủy và dễ thương. Nhưng em giới thiệu chuyện gì, chuyện gì mà em kéo anh đi Trinh? Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi đi. Giới thiệu với em. Ngồi đây. Ngồi bên đó đi, anh qua đây ngồi. Giới thiệu với anh trước nha. Đây là anh Quân. Sắp tới là anh Quân sẽ là chủ hôn của mình đó. Chủ hôn gì? Sao anh không biết chuyện này vậy? Anh Quân, anh ngồi đi, em nói chuyện tiếp với anh. Đây là bạn trai của em mà em hay kể với anh là người chung thủy đó anh Quân. Bạn trai của em đây hả? Dạ. Anh có một chuyện muốn giấu em nữa, ông chưa biết đây, bạn thân của anh. Sắp tới Hương sẽ là host của chương trình Phụ Nữ Ngày Nay thay thế em. Ủa anh? Trước giờ lại em làm chương trình đó quen rồi mà. Thì em làm rồi, bây giờ mày hai mình đám cưới mình phải đi tuần trăng mật đâu chứ. Đúng rồi. Có sao không đâu? Nói cho em trước. Đúng rồi. Mà thấy không, bạn thân đẹp đôi. Trời, bữa nay mặc áo hồng cho thành cặp luôn á, đẹp không? Anh thấy hai tụi em đẹp không? Đẹp. Nhưng mà anh hiểu rồi Trinh ơi. Anh hiểu là vì sao em phản ứng vậy rồi. Tại vì người yêu của em quá ư là yêu em. Yêu em tới mức mà hả, quên luôn em. Em thấy chị đẹp thiệt, em nói thật lòng. Thật ra thì em cũng không có nói gì chị đâu. Nhưng mà đúng là chị không phải là bạn thân. Chị đúng là đội bạn kỳ lân á. Cái gì vậy? Nhiều căng quá vậy? Em à? Căng quá vậy. Trinh à? Chị giận hết luôn đi. Trời ơi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật anh. Cảm ơn nha. Thật sự là anh không nhớ sinh nhật của anh. Nhưng mà mỗi ngày, mỗi buổi sáng thức dậy, anh chỉ nhớ một mình em thôi. Trời ơi, người yêu tôi sao bữa nay dẻo miệng quá vậy không biết. Mới học trên mạng. Thôi, ước đi nè, sinh nhật là mình phải ước đúng không? Ước không? Ước đi nè. Anh Huy, sao sáng giờ em gọi anh hoài không được vậy? Đó, có chuyện gì em? Anh không nhớ hôm nay á là mình hẹn khách hàng để nói về cái vụ án Minh Cu Đê hả? Chết cha, anh quên. Vậy thôi, tranh thủ đi kịp em. Ê, nè. Ủa anh? Rồi bánh kem hôm nay sinh nhật anh mà. Ủa? Sinh nhật anh hả? Nhưng mà bây giờ có chuyện quan trọng quá thì anh phải đi với em. Ủa nhưng mà bây giờ anh đi rồi còn em sao? Sao tự dưng đùng cái anh nói anh đi rồi anh bỏ em lại một mình vậy hả? Không phải là đừng bỏ đi, nhưng mà bây giờ cái chuyện này nếu như anh không đi theo Mỹ giải quyết thì Mỹ sẽ bị sếp khiển trách. Lúc đó tội cho Mỹ quá. Tội cho Mỹ quá? Vậy còn em sao? Anh không có tội em hả? Em là người yêu của anh đó. Còn cổ chỉ là bạn của anh thôi. Ủa em, anh hiểu điều đó, anh hiểu em là người yêu của anh. Nhưng mà em đừng có vô lý như vậy chứ. Em vô lý cái gì? Anh mới là coi lại cách của anh đi đó. Ủa em làm gì mắc gì căng với anh? Ủa đây là đồng nghiệp của anh, họ có sự việc khó khăn cho anh giúp đỡ. Ủa mắc gì em căng với anh? Anh, vậy còn em sao? Em là người yêu của anh đó. Anh thôi. Thôi bây giờ không ấy, để em đi một mình cho không sao. Em không phải đi một mình, em cứ đứng đây, anh sẽ đi với em. Tại vì công việc này em có thể nào giải quyết một mình được. Còn nói cho em biết, em là người yêu của anh, đáng ra em phải hiểu chuyện chứ không phải là như vậy. Em vậy là em ích kỷ. Em ích kỷ? Em hiểu chuyện nên em mới cư xử như vậy. Là bạn thân của anh mà làm cái gì ngày nào cũng thấy xuất hiện vậy hả? Còn cô thừa biết là tôi không ưa cô, mà tại sao mỗi lần tụi tôi hẹn hò là luôn có cô xuất hiện vậy? Cô muốn làm kỳ đà hả? Dạ chị ơi, em xin lỗi chị, em biết là chị không có thích em, nhưng mà thật sự á, đây là chỉ là tình cờ thôi à. Em đi kiếm ảnh từ hồi sáng giờ. Bao nhiêu lần rồi mà cô kêu tình cờ? Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình Phụ Nữ Ngày Nay với sự tham gia của các khách mời đặc biệt. Xin được giới thiệu cô bạn thân trong tình huống từ đầu chương trình là Hoa hậu Diễm Hương, luôn luôn tươi tắn à. Xin giới thiệu anh chàng người yêu cực kỳ vô tâm, đó chính là diễn viên Hứa Minh Đạt. Và anh chàng bạn thân cũng là người tư vấn, người chốc lát nữa sẽ cho chúng ta rất nhiều những quan điểm thú vị là tiến sĩ Bùi Hồng Quân. Và đừng quên Phụ Nữ Ngày Nay được phát sóng vào lúc 17 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện ạ. Thưa quý vị, ban đầu thì tụi Trinh ngồi với nhau làm thử một tiểu phẩm ngắn thôi, để thử đặt mình vào trong cái cảm giác của nhân vật chính là cô Thư. Trong kịch bản thì Trinh mới phát hiện là mình đứng ở ngoài, mình nhìn vô mình nói có gì đâu giận. Phải biết nghĩ cho cái cảm xúc của những người bạn thân thiết lớn lên từ hồi đại học, lớn lên từ cấp 3 với nhau chứ. Mình phải quảng đại bao dung. Nếu là tôi không bao giờ giận. Tôi sẽ tha thứ, tôi sẽ nói chuyện. Nhưng mà không biết tại sao, lúc mà ngồi ở vị trí đó mình thấy càng ngày càng thích, càng không hợp lý. Càng cảm giác là cái gì cái người này cũng biết, vậy tại sao mình không biết? Cái quyền lợi đặc biệt đó tại sao người ta được mà mình không được? Vậy có phải là mình đang bị lừa dối hay không? Thì
Anh Quân có cảm giác như vậy không? Khi mà Trinh phản ứng như vậy là nó hợp lý hay là nó vô cùng mù quáng? Anh thì anh đồng ý với cái phản ứng của em á. Tại vì rõ ràng là tình yêu là một cái tình cảm rất đặc biệt. Và khi mà yêu nhau thì con người ta sẽ có cái nhu cầu là mình sẽ được sự chia sẻ gần như là tất cả mọi thứ của cái người yêu kia. Mà trong trường hợp ở đây thì người yêu lại có những thông tin mình không hề biết, mà cuối cùng cái người biết lại là cô bạn thân. Và thật ra thì khi mà yêu thì con người ta lại có xu hướng là dễ bị hoài nghi lắm. Mà nhất là khi bạn thân lại là bạn thân khác giới nữa. Thì nói là bạn thân vậy đó, thì nhìn thì cũng thấy là bạn thân thiệt, nhưng mà ai biết được bên trong nó có gì hay không? Rồi ai biết được trước đây có gì hay không? Rồi ai biết được là tương lai sẽ xảy ra điều gì? Nên thành ra rằng là cái tâm lý của em trong cái trường hợp đó, cũng như là tâm lý của những cô gái khi mà có người yêu mà lại quá thân với một cái người phụ nữ khác, thì có lẽ đa phần cũng sẽ phản ứng giống em đó Hà Trinh. Phụ nữ của mình là những người mà có cái nhạy cảm rất là đặc biệt. Thực sự đàn ông họ không có ý nghĩ gì. Vô tư đúng không ạ? Trong một số trường hợp, trong một số trường hợp thôi, chứ hầu như họ có ý nghĩ. Dạ em nghĩ như vậy. Nhưng mà trong một số trường hợp thì chúng ta thấy khá phổ biến, đó là những cô bạn khác giới mà cứ cố quấn lấy cái người yêu hoặc là người chồng của mình. Chắc chắn người đó sẽ cảm thấy là dựa dẫm vào người yêu và người chồng của mình. Và trong đâu đó, trong cái mảng cảm xúc của họ, thì người chồng và người yêu của mình là một cái người thuộc về họ. Thì sẵn qua đây mình sẽ phải xem xét coi là cô này cũng muốn cái gì, và người chồng mình phải xử lý như thế nào. Bởi vì nếu như mà cưới xong là hết câu chuyện rồi đó. Còn bây giờ là chưa cưới nè, cho nên kịp thay đổi quyết định. Trong vai trò của anh Hứa Minh Đạt đi, thì anh có kinh nghiệm hay là đã từng trải qua cái chuyện khó xử này chưa? Thực ra là trải qua chuyện khó xử này là với một người bạn thân. Người bạn thân nhưng mà đồng giới chứ không phải là khác giới. Nó giờ là sự so bì giữa người yêu mình và người bạn thân, giống như là ủa anh đi đâu cũng đi theo anh nói như vậy, thời gian của anh dành cho bạn thân anh còn nhiều hơn thời gian dành cho em. Đó là hồi lâu là hay ngồi uống cà phê hàng nguyên bạn bè đồ, đa số là khoảng thời gian dành cho bạn nhiều hơn, ít dành người yêu, đâm ra thì người yêu bị so bì với bạn thân. Nhưng mà đối với người bạn thân mà khác giới á, thì cũng khó thật sự. Điều khi đó là phải bạn thân, nhưng mà trước khi bạn thân nhiều khi là người yêu cũ xong rồi chia tay, mình có như bạn, thì hai cái đó bạn thân lại hiểu nhau nhiều hơn nữa, lại khó chịu hơn nữa. Là tại vì đã trải qua từng yêu và không hợp chia tay, mình chỉ coi bạn thân và xác định cái mức đó, và nó bị chênh vênh chệch choạc với bạn thân và người yêu cũ nữa. Đâm ra hai họ hiểu nhau nhiều hơn cái khoảng thời gian mà người yêu mới đây, là bị khó nữa. Nhiều khía lắm. Vậy là tại vì anh chia ra nhiều khía nên em mới phát hiện là cái phản ứng của những cô gái giống như Thư ở trong tình huống, hay là phản ứng như em lúc nãy á, là nó dựa trên cơ sở có thật. Có nghĩa là bởi vì họ đang suy diễn ra là nếu như mà trường hợp bình thường hai người thân nhau, đi học đại học quen nhau rồi giúp đỡ nhau công việc, chả ai ghen, cũng chả ai vô lý như vậy. Nhưng nếu mà họ nhìn thấy những cái tín hiệu từ điện thoại, họ đã nhìn thấy từ những cái thời gian sắp xếp không hợp lý của anh từ trước rồi, họ nhìn thấy cái sự khác biệt của người này và mình, chẳng hạn người này quá đẹp, người này quá giỏi, người này có sức cuốn hút hơn, họ lập tức lại có cái suy diễn tiếp theo. Vậy thì cái phản ứng đó sẽ làm cho mối quan hệ nó rất là bị ảnh hưởng, phải không tiến sĩ Bùi Hồng Quân? Chắc chắn luôn, tại vì khi mà yêu là phải tin. Còn trong trường hợp mà đã thấy trước mặt này, rồi lại còn những cái câu chuyện mà suy diễn ra nữa, thì làm cho cô gái không có tin. Mà không tin thì chắc chắn rằng là cái mối quan hệ tình cảm của hai người đó kiểu gì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mà chưa kể là giống như cái tình huống hồi nãy mà chúng ta đóng vai là còn sắp cưới nữa, thì có nguy cơ rằng đám cưới đó nó không xảy ra luôn. Nên thật sự là khi mà có người yêu rồi mà lại vẫn duy trì một cái mối quan hệ với một người bạn thân khác giới, mà lại cái mức độ thân thiết nó quá ư là hơn so với bình thường, mà làm cho người còn lại đó, người yêu mà phải có cái sự ghen tuông cũng như là sự hoài nghi, thì lúc này chắc là chàng trai cũng sẽ phải, một, nếu như mình giải thích được cho cô người yêu thì cũng phải giải thích rất là rõ, còn nếu không thì cũng sẽ phải có cái sự sắp xếp và phân bổ thời gian cũng như là sự quan tâm như thế nào đó. Chứ như vậy thì cái mối quan hệ tình cảm yêu đương nó sẽ khó mà có thể là tiến đến một cách gọi là tốt đẹp và theo cái chuyện là hướng đến hôn nhân lắm luôn. Nếu như ở trong cái câu chuyện là cái cô Thư đó Hương sẽ một cách nào đó, ở hoàn cảnh của em và tính cách em bây giờ, thì em sẽ gọi là im lặng một thời gian rất là lâu, cho đến khi nào mà cái anh chồng sắp cưới của mình tự hiểu ra vấn đề và tự phải nói ra cái vấn đề. Bởi vì nếu như để phụ nữ mình nói ra thì đàn ông sẽ nói mình nhỏ nhen, nhưng mà phụ nữ không phải nhỏ nhen, mà ở đây người đàn ông đã thực sự không khéo léo, và người đàn ông đó quá ư là vô tâm.
Nếu như bạn chọn một cái cô gái mà có thể để bạn thoải mái đi với những cô gái khác mà không ghen tu, và cảm thấy rằng để cho bạn đi một cách rất là đi đâu cũng được không sao, thì bạn phải coi lại mối quan hệ đó nó có thực sự dựa trên tình yêu hay không. Cái người này nhờ người bạn thân khác giới đó đi giống như đóng vai trò là quan sát viên, rồi sau đó là về tư vấn xem là dưới góc độ cũng là phụ nữ đi, thì xem là cái người yêu, cái cô gái kia có thật sự là một cái người phụ nữ xứng đáng để yêu hay không. Nên là đôi khi dắt đi là cũng có ý đồ á, chứ còn không phải là nhiều khi là chỉ dắt đi với góc độ bình thường. Tại vì sao, nếu mà cùng là phụ nữ thì có thể là cái người bạn của mình sẽ nhìn được những cái điểm nào đó mà trước đó các chàng trai chưa có nhìn được. Thì trong thực tế đã có những trường hợp như vậy rồi. Và tất nhiên là bạn thân thì muốn điều tốt cho nhau rồi đó, nhưng mà đôi khi vì cái sự chủ quan của cái người bạn thân là nữ đó, nhiều khi lại nghĩ rằng là cô gái kia có thể là cổ không thích cái người bạn gái kia, và thế là khuyên chàng trai thôi bỏ đi, tại vì mình thấy rằng là cô ấy thế này thế kia thế khác. Và nếu như tình yêu lúc đó không đủ lớn, hoặc là chàng trai không có cái sự kiên định, thì rất có thể là chàng trai sẽ nghe lời người bạn thân và sẽ từ chối hoặc là dừng lại cái mối quan hệ đó. Vậy thì đôi khi vì bạn thân mà mình mất luôn đi một cái cơ hội là có tình yêu, và điều này là có thật trong thực tế luôn đó. Có mà. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe thử một vài ý kiến ngẫu nhiên của quý vị khán giả khi mà nhận được câu hỏi là: bạn có chấp nhận người yêu mình có một mối quan hệ thân thiết với người bạn khác giới được gọi là bạn thân hay không? Xin mời mọi người lắng nghe câu trả lời. Theo mình thì việc có bạn thân khác giới là một việc rất là bình thường đối với cái xã hội hiện tại, bởi vì chúng ta đề cao cái quyền bình đẳng giới. Thế nên là khi một người bạn gái hay bạn trai của bạn có bạn thân là bạn khác giới thì đó cũng là một chuyện rất bình thường, bởi vì họ có thể thấu hiểu lẫn nhau. Đầu tiên mà nói bạn thân khác giới á, là mình không có ủng hộ rồi. Tại vì là cái kiểu mà bạn thân khác giới thì nó là một cái mối quan hệ mà gọi là nó không có xác định được, thì nó rất là kỳ cục. Với thứ hai nữa, nó là đã là không được mời rồi thì mình nên hạn chế cái những cái cuộc gặp mà gọi là có những vị khách không mời mà đến. Cho nên là một là mình sẽ nói với lại bạn trai mình á là phải đàng hoàng. Nói chung là em đã không thích rồi thì thôi, không nên mời tới. Còn nếu như mà có bạn đó thì thôi, mình sẽ không đi bữa đó để đỡ khỏi cảm thấy khó chịu. Vì mình có bạn thân khác giới nên mình thấy việc đó là một điều bình thường nếu người yêu mình rõ ràng và rạch ròi với bạn thân khác giới. Chắc chắn là mình sẽ thấy không vui rồi, nhưng mà mình sẽ nói với người yêu là mình không muốn điều đó, và hy vọng là người yêu sẽ giải quyết thế nào với là bạn thân khác giới để cái mối quan hệ của tụi mình vẫn có thể có một sự riêng tư nào đó. Người yêu mà có bạn thân khác giới thì mình vẫn chấp nhận, nhưng theo một cái mức độ nào đó, là người yêu mình phải công khai là cũng là nói về mình, về bản thân khác giới đó như thế nào, và quen bao lâu hay là gì, hay là như thế nào với bạn gái của mình thì mình mới chấp nhận điều đó. Vẫn đồng ý cho bạn thân khác giới của bạn mình tham dự cái buổi tiệc đó và buổi đi chơi đó, nhưng lần sau mình sẽ nói khéo với bạn gái của mình về cái vấn đề đó để bạn gái mình tự chủ động nói xử lý vấn đề. Và đáp án của chúng ta là mọi người đều có một số quan điểm khác nhau. Ví dụ như là chấp nhận việc người yêu có bạn thân khác giới là chuyện bình thường. Sau đó là không chấp nhận việc người yêu có bạn thân khác giới, vì mối quan hệ của bạn thân khác giới giống như là một mối quan hệ mập mờ, có cái gì đó nó không rõ ràng. Và nói thẳng với người yêu về mối quan hệ với bạn thân để tránh có sự hiểu lầm không đáng có. Bạn thân thì nên có một cái giới hạn thôi, để người yêu không cảm thấy khó chịu với tình bạn của hai người. Trinh nghĩ là mọi người đều có cái hình dung chung như vậy, cho đến khi chúng ta bước vào cái mối quan hệ thực tế và mình có thể phân định được bằng trực giác của mình mà, đúng không? Em nghĩ là vấn đề không phải là có bạn thân khác giới hay không, hoặc là đồng giới hay không, mà là vấn đề đó nó có mang lại cái thiện chí cho mình và mình có được biết nhiều hơn những thứ mà đang giấu giếm hay không. Nếu như mà có bạn thân mà đến khi mà người yêu có bắt đầu là người yêu sẽ yêu cầu mình là không chơi với bạn thân nữa, thì đúng là lúc đó là ích kỷ thiệt, nên là cái sự nghi ngờ nó sẽ được đập tan khi chúng ta có đầy đủ thông tin. Và nếu như người kia không có chủ động cung cấp thì mình hỏi thăm, và miễn là trong cả hai đều tiến đến cái câu chuyện là tình yêu cùng nhau xây dựng thì mọi thứ mình đều công khai, mình rõ ràng cho nhau, thì lúc đó là sẽ không còn cái tình trạng là phải lo lắng về một cái mối quan hệ bạn thân khác giới nữa. Vậy là em động được lại hai chữ là rõ ràng. Anh Đạt có nghĩ là chính vì sự không rõ ràng của đàn ông, vợ anh sẽ nghi ngờ cả những người bạn nam mà anh đang chơi luôn? Thì đó mới nghi ngờ, sao lại thân thiết vậy? Nhưng mà thật ra mình thấy vô là tại vì gặp gỡ nhau nhiều thì có sự quan tâm cho nhau, lo lắng cho nhau, nhưng mà thật ra là mình vẫn là bạn thân. Còn đối với những người bạn mà khác giới, hiện tại bây giờ thì đôi khi còn phải ghen tị, tại vì
lúc nào thì người đàn ông cần phải rõ ràng trong chuyện tình cảm và chuyện tình yêu. Ví dụ như là có một đứa bạn thân đó là vợ của anh Hoàng Mèo, đó là Đại Ngọc Trâm á, dạ. Như là bạn thân từ lúc mà đi học á, như thân thiết lắm, gọi là hai đứa đều khắng khích nhau từ hồi đó đó. Và xong mà cho tới bây giờ là cũng biết bé Dạ rồi, bây giờ là hay qua nhà chơi. Rồi xong hai chị em lại khăng khít với nhau, bỏ hai người chồng rồi hai khăng khít nhau đi chơi vậy đó. Rồi hai người này lại khăng khít với nhau hơn. Bỏ nào, ôi chứ đi đâu vậy? Đi chơi với bà Trâm, đi spa, đi đâu vậy? Đi shopping với bà Trâm. Mà khi đó chồng thanh thủ ở nhà thì lại thích người bạn thân của mình hơn. Em gái đó mình thấy vui, nó gắn kết giữa cái tình bạn thân của mình với tình yêu của mình. Họ thấy vậy là thấy hai người phụ nữ, một đứa bạn thân, họ cũng hiểu và thắng kết nhau, mình thấy nó vui. Sự gắn kết giữa cái đó thì làm sao cho nó sự rõ ràng. Trong cái câu chuyện này, anh thấy câu chuyện của anh Đạt, anh nói rằng anh chơi với chị Đại Ngọc Trâm là bạn thân, nhưng dần dần anh đã chuyển vị trí bạn thân sang bé Dạ, đúng không? Anh đã chia sẻ hết, anh đã tâm sự hết, và dần dần chị Dạ mới là chơi thân với chị Đại Ngọc Trâm, đúng không? Cái việc đó là cái chuyện rất là chuyển giao, rất là rõ ràng. Còn ở đây có rất nhiều người đàn ông, họ rất là mập mờ chuyện bản thân, nhưng mà họ rất là ích kỷ, họ muốn vừa có bạn thân vừa có vợ. Những cái chuyện nặng nhọc thì đưa cho vợ, còn những cái chuyện riêng tư của mình thì đưa cho bạn thân. Thì điều đó nó không công bằng. Thì mình hãy đặt ở vị trí nếu như cô vợ của mình cũng như vậy thì sao? Những cái lúc mình buồn vui thì vợ mình sẽ đi tâm sự với một người bạn khác giới, hay tối buồn cái đi nhậu đi với người bạn khác giới, buồn ôm bạn khác biết giới. Biết sao không? Nhiều khi á, người đàn ông cần phải có một người bạn khác giới để biết người vợ mình đang nghĩ cái gì. Thật ra là mình sẽ xác định là cái việc là giữa bạn có bạn thân và có vợ là chuyện bình thường, nhưng mà đúng là cái ứng xử và cái sự quan tâm cũng như là sự chia sẻ đó, mình sẽ phải xác lập là làm sao để cho người vợ vẫn cảm thấy rằng ồ, người chồng của mình hoặc là người yêu của mình vẫn hết lòng. Và đã là người yêu thì phải là số 1 trong các cái hệ thống mối quan hệ, còn bạn bè thì sẽ là những cái lúc là chia sẻ buồn vui thì cũng không cấm được điều đó, nhưng mà rõ ràng là không thể lấy cái người này để thay cho người kia được, tại vì chúng ta sẽ luôn luôn có rất là nhiều các mối quan hệ yêu đương hoặc là hôn nhân, nhưng bạn bè thì lại là một phạm trù khác. Và rõ ràng rằng là mình sẽ xác định là mình đang sống đúng với cái tính chất của mối quan hệ đó, thì cái việc là mình vừa có một cái mối quan hệ hôn nhân hoặc người yêu và cái việc là duy trì một cái tình bạn tốt đẹp thì nó cũng là một cái điều rất là bình thường. Vấn đề làm sao để cho người trong cuộc không có cái sự lấn cấn, và nó lại quay trở lại cái câu chuyện của cái sự rõ ràng mà hồi nãy chúng ta nói. Anh Đạt nghĩ sao về cái kết của câu chuyện cô Thư, bạn trai cổ, và cái cảnh mà bạn trai cuối cùng không chọn cổ mà chọn đi công việc với bạn thân? Kết cục sẽ như thế nào ạ? Theo anh nghĩ là người đàn ông nó không có bản lĩnh. Tại vì đã đang sinh nhật mà bây giờ có công việc như vậy thì phải làm thế nào đó để kéo người yêu mình vào công việc của mình luôn. Chứ không thể nào bỏ rơi người yêu mình mà chạy theo người bạn thân vậy được. Anh Quân có nghĩ gì không ta? Bây giờ là banh hay không banh nè? Nếu như chàng trai thay đổi thì có thể cứu vãn được mối quan hệ. Còn nếu mà vẫn chạy theo cô bạn đó thì chắc là cô người yêu kia sẽ dừng lại mối quan hệ thôi. Dạ, anh vậy là ai cũng thấy là anh chàng này không khéo rồi. Quan trọng là tình huống này sẽ đi về đâu. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phần tiếp theo. Anh nghe lời em, anh ở lại đây ăn sinh nhật với chị đi. Em sẽ đi nhờ một ai đó trong công ty đi với em, chắc không sao đâu. Thấy chưa? Em thấy người ta chưa? Mỹ nhỏ tuổi nghe mà cách cư xử người ta như thế nào? Hả? Tại sao em lại có thể dựng một người như vậy được? Hai người diễn tuồng xong chưa? Người tung người hứng nãy giờ, thỏa mãn chưa? Anh tung hứng cái gì? Em thật không ngờ anh luôn đó. Em không nghĩ em là người yêu của anh biết không? Trời, bạn thân, cái gì cũng là cổ. Còn em sao? Hôm nay em bỏ thời gian em ra em tới đây, xong rồi bây giờ anh đùng đùng đi với cổ, rồi bây giờ anh quay ngược lại anh trách em là vô lý ích kỷ, còn anh ca ngợi bạn của anh. Anh không trách em vô lý ích kỷ. Anh để em nói chuyện với chị Thư. Tôi không muốn nghe cô nói. Nếu như đặt trường hợp ngược lại cô thì cô như thế nào? Cô có tức giận như tôi không? Còn anh có hiểu cảm giác của em không? Không, không. Chính vì anh không hiểu nên anh mới cư xử hồ đồ như vậy đó. Anh không hề biết một chút nào cảm giác của em hết. Chị ơi, hồi đừng có chị ơi gì nữa. Tôi nhìn nét mặt của cô thực sự là tôi đang rất là điên luôn đó. Nha. Em điên em làm được gì ta? Chính vì em không làm được gì nên em đang không thể chịu nổi được nữa, nên anh thôi đi. Ủa, từ nãy em nói giờ... nghe, nếu như vậy thì bây giờ hai người yêu nhau luôn đi, ok? Trời ơi, trời ơi, cái gì vậy trời ơi? Em với anh chia tay. Anh Huy, anh thương chị. Thôi thôi đi, tôi không muốn nghe nữa, đủ rồi. Ủa, em đang nói sảng gì vậy em? Em không sảng mà em nói là em với anh chia tay, đủ rồi. Chắc anh sợ. Em muốn chia tay xin lỗi. Nè, chia tay thì chia tay.
Nhưng mà Mỹ lúc nào cũng là bạn thân của anh. Anh công việc của Mỹ là công việc của anh. Và lúc nào tụi anh cũng lại đối xử nhau như vậy. Anh em đừng ích kỷ nhỏ nhen như vậy. Anh nghe lời anh em biết không? Tôi nói cho anh biết, cô nín đi. Cơn của tôi lúc này, tôi chỉ đang muốn tát anh một bạt tai thôi. Nhưng mà tôi không làm vậy bởi vì sẽ nhớt tay tôi. Tôi là một người có ăn có học và tôi biết cách cư xử. Tôi nói cho anh biết, tôi và anh chấm dứt tại đây. Coi như thời gian qua là tôi yêu anh mù quáng. Tôi chấp nhận, ok? Chị Thư, chị Thư ơi. Không việc gì mà giết thầy, không việc gì mà kêu hết á. Dạ, cuối cùng thật sự là nhà đã cháy luôn. Dạ, là không có ai ở lại mối quan hệ này vì rất là không khéo. Không phải như là anh Đạt nghĩ là mình có thể vẹn toàn cả đôi đường. Nhưng cuối cùng đúng là thích thì tìm cách, không thích thì tìm lý do. Thì cái việc phản ứng không quan trọng bằng cái cảm xúc của người ở lại, cảm thấy mình bị bỏ rơi, cảm thấy mình không là sự lựa chọn. Không quan trọng hơn bản thân. Dạ. Cái cô người yêu cũng nên mở lòng mình hơn và hãy tạo cho mình một cái suy nghĩ nó thoáng hơn. Vì mình ai không thích có một người yêu giỏi và thành đạt. Nhưng nếu đàn ông chỉ quỵ lụy suốt ngày vào tình yêu thì mãi mãi đàn ông không có sự nghiệp. Anh thua là cái ứng xử của người trong cuộc thôi. Tại vì trong câu chuyện này chúng ta thấy là cả ba nhân vật có lẽ là mình cũng không có nên bỏ qua ai hết. Đầu tiên là mình phải nói đến cô bản thân. Đã là bạn thì mình phải muốn những cái điều tốt đẹp cho nhau. Nhưng rõ ràng nếu như là một cô bạn thân, khi mà cái người bạn trai của mình mà có người yêu đó, thì với sự nhạy cảm của phụ nữ thì có lẽ rằng là những người đang là bạn thân cũng sẽ phải tự nhìn nhận lại cái mối quan hệ và đặc biệt là cái cách ứng xử của mình. Và chúng ta nói đến cái nhân vật chàng trai. Nếu như chàng trai có một cái sự rõ ràng hơn, một cái sự khéo léo hơn, thì cái việc là mối quan hệ này nó cũng không có đổ bể. Chàng trai đã không thật sự đặt người yêu của mình lên vị trí hàng đầu, đã không thật sự là hiểu được cảm xúc của cái người yêu mình. Và đối với lại cái cô người yêu thì chúng ta cũng sẽ phải thấy rằng là nếu như cô người yêu đó có thể chậm lại một chút xíu để xem rằng à, cái việc đó nó có xứng đáng hay không. Nếu xứng đáng thì mình lại chờ đợi cái cách ứng xử của anh người yêu. Còn nếu như nó không thật sự xứng đáng thì lúc đó quyết định rằng cái tình cảm này nó dừng lại cũng chưa vội. Vậy thì rõ ràng là cả ba nhân vật ở trong cái tình huống này chúng ta đều thấy là có những cái điều đáng tiếc. Và nếu như câu chuyện này ở trong đời thực á, thì chúng ta nghĩ rằng là mỗi người cũng đều phải nhìn nhận lại cái vai trò vị trí của mình thôi. Nếu như chúng ta là bạn thân của một ai đó và khi bạn thân của mình có người yêu, hãy vì bạn của mình để hiểu rằng à, bạn mình vẫn cần những khoảng thời gian và không gian riêng. Bởi vì khi yêu nhau thì cần phải có những cái mà chỉ có hai người yêu nhau họ mới có trải nghiệm cùng nhau được. Cũng đừng có xen quá nhiều vào cái câu chuyện của bạn mình khi mà bạn mình đã có một cái mối quan hệ khác. Và những người trong cuộc thì cũng hiểu rằng là hãy luôn luôn trân trọng người bạn của mình, nhưng sẽ cần dành thời gian và cần dành cái sự quan tâm làm sao cho nó phù hợp. Và lúc đó thì Quân tin rằng là những người yêu nhau thì họ vẫn rất là gắn kết với nhau, họ hoàn toàn có thể đi đến một cái kết rất là đẹp, đó là cái cuộc hôn nhân. Và những người bạn thì vẫn luôn luôn bằng mọi cách có thể chia sẻ và giúp đỡ. Bạn là để giúp đỡ nhau, để giúp cho nhau có một cái cuộc sống tốt hơn. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Bùi Hồng Quân. Và đó là tất cả những gì mà thông điệp của chương trình muốn chia sẻ trong chủ đề ngày hôm nay về vị trí của một người bạn thân. Họ có thể là một chất keo hàn gắn, cũng có thể là một con kỳ đà, kỳ lân cản mũi ngăn bạn mình đến với hạnh phúc thật sự. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một trò chơi để làm rõ điều này nhé. Anh vừa quay, anh vừa giấu một cái thông điệp bí mật của tụi em. Mà làm sao cho Hương không thấy nha. Phải ẩn giấu cái này đi bằng cách xoay lưng với Hương đi. Đó, bây giờ em gán vô cho anh. Anh Bùi Hồng Quân thấy rồi đúng không? Mọi người đều thấy rồi đúng không ạ? Giấu một điều đây. Đó. Nhưng mà Hương không thấy. Nếu mà Hương biết được cái sự thật này là Hương một là sẽ yêu ảnh hơn, hai là sẽ ghét ảnh luôn. Giống như trong một mối quan hệ vậy đó. Có cái gì đó ở sau lưng rất là đặc biệt. Bây giờ có tò mò chưa? Chắc trong tài khoản anh có nhiều lắm. Không biết nữa. Đây anh muốn biết cái tận ẩn số là gì luôn. 1, 2, 3, bắt đầu. Đó, anh đứng ở trong đó làm sao nha. Hương anh sẽ đi tìm. Thôi, anh sẽ giấu. Anh Quân thấy chữ đó chưa? Em thấy rồi đó. Bây giờ anh có gợi ý gì không? Rồi. Anh không biết chữ này là gì luôn. Mình phải gợi ý chứ. Cái mục đích này là mục đích. Anh không biết cái chữ đằng sau là gì luôn á. Nhưng mà mục đích của anh là phải không cho em thấy cái chữ này. Bây giờ anh phải quay lại em mới thấy được chứ. Thì bởi vậy cái thể lệ. Nhưng mà trong cái trò chơi này, anh cái nhiệm vụ của anh là không cho em thấy. Bây giờ mình không dùng lời nói thuyết phục được. Mình dí ảnh luôn. Đây là câu chuyện ai cũng thấy, nhưng mà chỉ có em là không thấy thôi. Đó. Trinh cũng thấy. Cái này em phải dùng. Anh cũng thấy. Không được đụng vô người nha. Bắt đầu bạo lực, bắt đầu đã có hình thức bạo lực. Anh cúi xuống anh lao dài anh đây. Lao dài vậy cũng được vậy. Đó. Anh lao dài vậy cũng được vậy. Không, bây giờ anh phải quay ra cho khán giả người ta xem cái mặt của anh. Camera quay đây thấy mặt anh không, rồi. Không, dồn hết đây rồi. Họ vẫn thấy mặt anh kìa. Không, không, như vậy họ, họ vẫn thấy mặt anh.
Mà coi bộ cách này chưa hiệu quả rồi Hương ơi. Thấy cái em phải dùng cái cách nào đó đi. Mục đích chính của anh là không cho em thuyết phục không được thì em có thể dùng bạo lực mà. Đoán thử chữ gì? Chữ rõ ràng. Cái gì mà dễ đoán dữ vậy? Ừ, đâu dễ vậy đâu. Không, người ta giấu là phải có cái gì đó là... nó rất là bí hiểm em ơi. Không cần thiết gì đâu. Ừ, nó đâu có dễ đoán như vậy đâu. Không, em nghĩ chương trình ngày hôm nay với kinh nghiệm tham gia nhiều tập của Phụ Nữ ngày nay rồi. Em đoán là gì? Em thường ấy có trò chơi nó hay liên quan đến chủ đề ngày hôm đó. Đúng không? Rồi. Chủ đề ngày hôm nay đó là bạn thân, người yêu. Đúng mà rồi. Nãy giờ cái từ cốt lõi của anh Quân với lại Liêu Hà Trinh vẫn luôn nói, nãy động hai từ trong đầu em là chữ rõ ràng đúng không? Đúng. Theo logic mà em thích, rất là thích suy đoán, em nghĩ cái chữ đằng sau lưng anh á là cái chữ rõ ràng. Logic của chương trình sẽ gửi đến một cái ý nghĩa cho tất cả các khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay. Thì chúng ta nên có một cái chút, đó là chúng ta hãy rõ ràng trong tất cả các mối quan hệ. Vậy thì mình đem thử một hay ba có đúng không nha? Đáp án quá đúng không? Là, đúng. Đáp án cuối cùng của em là rõ ràng, chốt. Rồi. Và đáp án của chương trình là 3, 2, 1. Thấy lộc. Chưa? Dạ trời, xong Lộc nhấn vô nữa trời. Xuất phát luôn Hương ơi. Anh đã bị lột bản tên. Đúng. Tên của anh là rõ ràng, mặc dù anh cũng không biết sự rõ ràng nào ở sau lưng của anh. Nên đúng anh rồi. Cố gắng che giấu nó đúng không? Thực ra đôi khi cái trò chơi này nó cũng giống như câu chuyện mà hôm nay chúng ta trao đổi thôi. Tại vì đôi khi người trong cuộc đó, mình cũng không hiểu hết được cái cảm xúc của người bên ngoài. Và nhiều khi cách hành xử của mình thật tâm thì mình cũng nghĩ là vô tư và bình thường thôi. Nhưng rõ ràng rằng là nếu như mình không đặt mình vào vị trí của người khác thì đôi khi mình sẽ không cảm nhận được cái cảm xúc của đối phương, của người yêu hoặc của người bạn mình. Và rõ ràng khi mà chúng ta có người yêu thì cái việc phải rất là rạch ròi trong cái mối quan hệ đâu là người yêu và đâu là bạn. Và cuộc sống này chúng ta sẽ cần rất là nhiều các mối quan hệ khác nhau. Không phải rằng là có người yêu rồi thì mình sẽ không được phép có bạn, đặc biệt là bạn thân khác giới nữa. Yeah. Nhưng nếu như cái người bạn thân khác giới đó và cái người trong cuộc đó chủ động chia sẻ tất cả mọi thông tin cũng như là công khai mọi cái vấn đề về cái tình bạn của cái người trong cuộc thì lúc này chúng ta thậm chí có thể là không có phải là gây sự hoài nghi mà lại còn tạo nên được một cái sự kết nối. Giống như câu chuyện mà hồi nãy anh Đạt chia sẻ là thay vì từ cái việc là mình thân mà cuối cùng là vợ mình hoặc người yêu của mình đã thân luôn với cái người kia. Yeah. Vậy thì rõ ràng nó là cái từ khóa mà chắc chắn rằng là chương trình ngày hôm nay chúng ta gửi đến quý vị khán giả. Hãy rõ ràng mọi thứ, mọi mối quan hệ cũng như là mọi cảm xúc của chúng ta thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có được một cái mối quan hệ thật sự là gắn kết và chúng ta hoàn toàn có được một cái tình yêu cũng như là một cái kết cục rất là đẹp trong các cái mối quan hệ mà chúng ta có. Cảm ơn chia sẻ của tiến sĩ Bùi Hồng Quân, cảm ơn Hoa hậu Diễm Hương và cảm ơn diễn viên Hứa Minh Đạt. Thưa quý vị, cuối cùng thì thêm bạn thêm vui hay thêm bạn thêm kỳ đà, đó là do chữ rõ ràng mà ra. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Phụ Nữ Ngày Nay được phát sóng vào lúc 17 giờ chiều Chủ Nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Đến đây xin khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại. Em làm đến mức mà kiểu như một con thiêu thân luôn, em quên mất bản thân mình luôn ấy. Cái đây là cơ hội của mình không nắm bắt đó là cái thất bại, cái dại của mình. Có thì mình không biết quý, chỉ có tới khi mình mất đi thì mình mới thấy tiếc, thấy quý.